Bạn sẽ cảm thấy rùng mình khi nghe điều này. Vào thế kỷ 19 ở Anh, để loại bỏ dung dẹp ra khỏi cơ thể, bệnh nhân phải nhịn đói khoảng vài ngày. Sau đó các bác sĩ sẽ lấy một dụng cụ hình trụ có chứa thức ăn đặt vào bên trong và cho vào trong bụng của bệnh nhân để đặt bẫy giun. Và sau khi dung dẹp mắc bẫy, nó sẽ được kéo ra ngoài thông qua đường miệng. Nhưng vì thân hình dung dẹp có chiều dài trung bình lên đến 1m8 nên đã có rất nhiều người bị ngạt thở mà đăng xuất. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là vào thời điểm đó, phụ nữ giữ dáng bằng cách nuôi dung dẹp trong bụng để họ có thể ăn uống thật nhiều mà không sợ bị mập. Và đó là một điều sai lầm, vì dung dẹp có thể tồn tại trong cơ thể vật chủ khoảng 30 năm và khả năng sinh sản của nó đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.